có tiền bạc á, thì mình đừng có nên keo kiệt. Trong cuộc sống á, ai người ta cũng quý tiền hết á, nhưng mà nếu mình có thì là mình nên chia sẻ cho người khác. Có nghĩa là chúng ta không có coi đó là quan trọng nhất, mà mình biết chia sẻ. Tại vì cái phước nó đến với mình mới có. Còn cái phước nó chưa đến với người ta không có. Cho nên mình hãy chia sẻ những điều đó. Cái chia sẻ cho người ta, cái thứ nhất làm được phước báo. Cái thứ hai nữa là chúng ta tăng trưởng cái lòng từ mình đi lên. Cái điều thứ ba nữa là mình kết một cái nhân duyên đối với chúng sanh. Có nghĩa là mình chia sẻ cho người ta đó, mình tăng trưởng lòng từ, bớt lòng tham, có phước báo và tạo nhân duyên lành với chúng sanh. Tức là khi mà mình chia sẻ đó thì cái lòng tham của mình từ từ nó bớt đi. Mà quý vị biết á, cái lòng tham á là một trong những kiết sử và triền cái căn bản khó đoạn trừ bậc nhất ở trong nhà Phật. Cho nên á, mình á, khi mà mình có tiền bạc, có của cải, có vật chất, mình chia sẻ cho người khác, tức là mình không có keo kiệt. Keo kiệt có nghĩa là giữ nó bo bo. Có những người á, người ta giữ cả đời luôn không có dám ăn xài gì chứ. Ví dụ như cái ông gì trong ao sột hến, ông chùm sò, nghĩa là cả đời ông không có dám ăn xài, đừng có nói cho người khác. Có nghĩa là xài cho bản thân của mình á, mà ông cũng không dám nữa. Chứ đừng có nói là ông sẽ chia sẻ cho người khác. Cái đó làm cho ông chấp thủ cái tài sản của mình. Và những cái mình làm ra là không bao giờ mình dùng hết. Nếu một cái người ở trên thế giới, người ta nói nếu làm việc ngày 8 tiếng thì cái mình làm ra thì mình chỉ sử dụng được có 10% thôi. Còn 9% á, là chúng ta sẽ cuộc đời người khác sử dụng chứ không phải là mình. Ví dụ như chúng ta bỏ ra ngày 8 tiếng đồng hồ để mình làm. Nếu là một cái người mà làm lao động trí óc hoặc lao động chân tay, thì cái người mà lao động trí óc á nhiều hơn. Có nghĩa là có thể người ta làm ra nhiều tiền hơn. Và người ta một đời người ta chỉ xài khoảng 10% cái người ta kiếm thôi. Còn lao động chân tay, nếu mà làm ngày 8 tiếng với cái mức lương mà cho nó kha khá đó, thì mình cũng xài cỡ chừng 5-60% thôi, chứ không có nhiều nữa. Còn lại bao nhiêu là người khác người ta sử dụng. Nhưng mà đa phần á, nếu cái người nào chịu thương, chịu khó dành dụm á, thì người ta còn thấp hơn nữa. Nghĩa là cái người tiết kiệm á, trong cuộc đời của họ, họ còn xài ít hơn. Còn cái mà họ làm được, họ làm ra. Do nên nghiên cứu về cái mức trung bình thôi, chứ không phải là nói là tất cả mọi người. Thì cái của cải vật chất làm ra 100 phần thì cái cuộc sống mình chỉ xài được chỉ có 10 phần thôi. Còn 90 phần là để lại cho người khác xài. Ví dụ như làm cả đời mua nhà, mua cửa, mua xe cộ, sắm vàng bạc, tiền gửi ngân hàng, vân vân. Thì tất cả những cái đó, cái người đó tắt hơi, thường là để lại cho người khác. Chứ bản thân người đó không sử dụng hết ở trong cuộc đời này. Cho nên đó, quý vị nếu mà chúng ta có làm ra tiền bạc vân vân, thì mình cũng đừng có keo kiệt quá. Hãy biết chia sẻ cho người khác, nó sẽ đem lại những cái lợi ích lớn cho chính bản thân mình, và đem lại lợi ích lớn cho người mà được mình chia sẻ thương yêu, tình thương, mến thương đó. Thứ nhất làm ta bớt đi lòng tham, thứ hai tăng trưởng lòng từ bi, cái thứ ba nữa là chúng ta có phước báo, thứ tư là mình kết một cái duyên lành đối với chúng sanh mà mình giúp đỡ. Ví dụ như mình đã từng giúp ai đó, đỡ ai đó ở trong tâm của họ đã ghi lại những điều đó. Khi ở trong tương lai
ta gặp mình á, ta thọ ơn, trở thành những quyến thuộc, trở thành bạn bè, hết ra là cũng trở thành cái người ở ở dưới trướng mình, và rất là dễ chịu, gọi là kết duyên lành đó. Còn nếu mình có chia sẻ với người ta thì mình bớt đi cái lòng tham của mình xuống. Dù là tham là con đường dẫn đến các loài ngạ quỷ, nếu mà tâm tham dẫn đến cảnh giới trở thành tâm tục sanh và tâm hộ kiếp, đó là chính là cái hậu quả lòng tham. Rồi khi mà chúng ta cho tặng nhiều làm cho mình tăng trưởng cái tâm từ mình lên. Khi tâm từ mình được tăng trưởng lên thì con đường đi đến hạnh phúc an vui nó mở rộng. Khi tâm từ mình lớn thì cái cõi trời cộng trú với chư thiên sẽ ở gần bên mình. Và khi chúng ta biết chia sẻ thì chúng ta có phước. Chắc chắn một điều là người biết chia sẻ cho người khác thì người đó là có phước báo. Mà mình có phước báo thì đi đâu mình cũng không sợ chứ. Tại phước nó là cái phao. Khi người ta chìm xuồng, chìm ghe, phước là cái dù bọc gió khi người ta nhảy dù. Phước là cơm, là gạo khi đói. Phước là quần, là áo khi lạnh. Cho nên quý vị thấy là cái phước nó quan trọng trong cái bước đường sanh tử luân hồi nhiều lắm. Nên nhớ mình có tiền ít, có tiền nhiều gì, có tài sản ít, tài sản nhiều gì thì cũng hãy đừng có keo kiệt, mà hãy nên chia sẻ thương yêu, tình thương, mến thương với mọi người. Mình nên là chia sẻ với mọi người khi nhiều người cần cái sự giúp đỡ của mình lắm. Tại vì ở trong cuộc sống này nếu mình nhìn lên thì chúng ta cũng chẳng bằng ai, nhưng mà mình nhìn xuống thì cũng chẳng ai bằng mình. Thì cái này là cái mà người ta nói chơi mà cũng là thật đó. Do đó mình nhìn lên là mình nhìn những người giàu sang phú quý thì mình không bằng ai thật. Nhưng mình nhìn xuống với cái người mà có đời sống thấp á, thì người ta cũng đâu có bằng mình. Cho nên đó người ta nhìn lên để học hỏi, nhìn xuống để thương yêu là chỗ đó. Ví dụ mình lên, nhìn lên thấy người ta thành công ở trong cuộc đời nhiều thì mình nên học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm đó. Còn mình nhìn xuống á là để thương yêu, để giúp đỡ người khác. Cho nên cái nhìn của chúng ta đừng có nhìn lên mà thượng đội, nhìn xuống hạ đạp, thì cái đó là cái người không có phải là bậc trí, mà người sống theo cảm tính của bản ngã ác tá của mình mà thôi. Cho nên chúng ta nhìn lên là để học hỏi, nhìn xuống là để thương yêu. Cho nên mình đã biết chia sẻ với những người khác khi chúng ta có một phần gì đó, đó là một bậc trí giả. Cái điều thứ hai á, có tức giận á, đừng có ôm lòng oán hận. Tức giận nghĩa là nghịch ý, nghịch lòng. Cho nên mình tức giận ai đó, tức làm nổi sân ai đó, nghịch ý ai đó, nó có những cái lý do. Ba lý do hiện tại, ba lý do quá khứ và ba lý do trong tương lai. Người đó đang hại tôi, đang hại người thân của tôi, đang giúp đỡ kẻ thù của tôi ở hiện tại. Người đó đã hại tôi, đã hại người thân của tôi, đã giúp đỡ kẻ thù của tôi trong quá khứ. Người đó sẽ hại tôi, hại người thân của tôi và giúp đỡ kẻ thù của tôi trong tương lai. Chính cái lý do đó mà người ta ôm hận những người khác. Do là khi mà mâu thuẫn á, hoặc là khi chúng ta không đồng ý, đồng tình với một ai đó, có nghĩa là chúng ta không có dự ý, phật ý, nghịch ý với một ai đó, với người nào đó, thì lập tức cái cơ chế ở trong tâm mình nó khởi lên một cái tâm gọi là tâm tức giận. Khi tâm tức giận có nghĩa là mình có một tâm phẫn hận đối với một ai đó, mình cho họ là làm tổn thương
tổn thất, tổn hại cho họ là chạm tới tới mình. Cho nên đó là mình rất là sân với họ, muốn quỷ diệt họ, dùng ý, dùng thân, dùng khẩu, dùng tâm để mà làm hại họ. Khi mình cho rằng chính họ là người đã làm cho mình đau khổ, và dần dần mình tức giận và mình ôm hận để một ngày nào đó mình sẽ làm khổ lại họ. Cái đó người ta gọi là trả thù. Cho nên một người quân tử á, là người ta không có ôm lòng thù hận, người ta không có thù tạc giảng lai. Còn cái người không phải quân tử á, thì họ luôn luôn ôm cái lòng ôm hận. Khi họ nói cái người kia hay ai đó hại họ, hại người thân của họ, giúp kẻ thù của họ, họ ôm cái mối hận đó trong lòng. Một ngày nào đó đủ duyên thì họ sẽ trả hận đó, tức là làm khổ lại người ta. Họ cho rằng, họ suy nghĩ rằng là người khác đã hại họ, cho nên bây giờ họ hại lại. Đó là một công bằng của vũ trụ. Có nghĩa là tay vay, bây giờ mình đòi nợ. Nó nói đó là sự công bằng. Nhưng mà bậc trí giả, một bậc quân tử á, thì họ không bao giờ ôm cái lòng thù hận ở trong lòng cả. Tại vì họ đầy lòng thương yêu và tha thứ cho tất cả muôn vạn loài chúng sanh, nên họ không có hiềm hận ở trong lòng. Dầu cho cái đó là nghịch ý, nghịch lòng đối với họ, thì họ cũng không ôm cái hiềm hận đó ở trong lòng của mình. Cho nên á, lỡ có tức giận á, chúng ta đừng có ôm hận mà trả thù. Ôm hận là chờ một cái nhân duyên để chúng ta trả lại. Cái điều gì người ta làm mình một, mình có thể trả lại hai, ba, bốn. Đó gọi là ôm hận và trả thù. Cái này cái người bình thường ở trong dân gian á, thì họ dễ có những cái tâm niệm này. Nhưng mà đối với người tu tập theo nhà Phật á, thì nên xả bỏ những cái tâm niệm này đi. Là tại vì cái tâm hận, tâm thù, tâm ghét, tâm ghen đó cũng phải là, chẳng phải là mình, chẳng phải là của mình, chẳng phải là tự ngã của mình. Nếu mình ôm đó vào nhà tâm của mình, nó sẽ giẫm nát cái nền của tâm. Nó sẽ phá hủy hết tất cả những gì mà tâm gầy dựng lại xưa nay. Ta nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức là chỗ đó. Tu tập biết bao lâu được một ít công đức. Bây giờ chỉ có một cơn giận thôi, chúng ta có thể làm hại những người khác. Cho nên lòng từ, lòng thương, tất cả những tâm lành thiện của mình tu tập bấy lâu nay, nó cũng theo bọt nước chiều dân mà đi mất. Nó theo cơn gió vô tình bay xa, gây dựng á, thì nó lâu lắm, nhưng mà phá hoại thì nó mau lắm. Cho nên khả năng phá hoại con người nó gấp hàng ngàn hàng tỷ lần khả năng xây dựng. Ví dụ như chúng ta có thể xây dựng một ngôi nhà đó một năm, nhưng mà người ta lấy cái xe cuốc, người ta cuốc trong vòng có 5 phút đi rồi banh luôn căn nhà luôn á, chỉ cần có 5 phút thôi là ông giữ được căn nhà đó rồi. Cho nên cái mình phá thì bao giờ nó cũng nhanh đạt được kết quả. Còn cái mà mình gây dựng, cái mà mình xây dựng nên á, thì bao giờ nó cũng lâu và khó khăn. Cho nên á, ta muốn xây dựng lên cái gì đó phải chuẩn bị lâu lắm, và làm từng ly từng chút rất lâu. Nhưng muốn đập đổ, phá vỡ chỉ có một chút. Ví dụ như người ta có thể xây dựng cái uy tín đã cả đời mấy chục năm,
Nhưng có thể là mình làm sai hoặc là một việc gì đó nó phá uy tín đó, có thể là một ngày. Cho nên cái sự mà xây dựng đối với con người mình nó rất là lâu, chậm lắm. Nhưng mà sự phá hoại của nó rất là nhanh. Cho nên đó quý vị, tâm giận là một trong những tâm phá hoại nhanh nhất. Nhằm khi người ta mót tiền cả mấy năm mua được chiếc tivi, giận quá đập bể nát cái tivi trong vòng một búa một. Dành đâu cả năm trời mua được cái điện thoại, giận quá quăng điện thoại xuống sông. Cho nên nếu lỡ mà có tức giận á, mình cũng đừng ôm hận ôm thù, để mà tìm thời gian tìm cách để trả đũa trả thù. Đó không phải là bậc trí, không phải là bậc thánh. Đó là một người tầm thường, người bình thường, người phàm phu thôi. Cho nên giữ cái tâm mà ghét ghen tức giận ở trong lòng của mình chỉ gieo nghiệp ác thôi. Cho nên có câu ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng Nguyễn Thiên Kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Cho nên bậc hiền nhân, bậc quân tử, một cái người chân tu là luôn luôn lúc nào họ cũng tha thứ cho những lỗi lầm của người khác khi người khác làm nghịch ý, nghịch lòng của mình. Cái điều thứ ba là nếu chúng ta không có hiếu được thì đừng có bất hiếu. Tại vì bất hiếu với cha mẹ mình là một tội ác rất lớn, là một điều mà thiên lý bất dung, là một điều mà vi phạm tới đạo đức của con người. Đó là bất hiếu. Cho nên không có ai ủng hộ cho người bất hiếu cả, mà họ chỉ lên án với người bất hiếu thôi. Chửi cha, mắng mẹ, bỏ mặt, rồi gây nợ, bắt cha mẹ phải trả, rồi cãi lời, làm mất uy tín, bao nhiêu thứ. Cho nên nếu chúng ta không được nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của cha mẹ mình để mình báo hiếu, thì cũng đừng nên bất hiếu. Không báo hiếu với bất hiếu hai cái nó khác nhau. Không báo hiếu thì mình chỉ nín thinh đi, mình lẳng lặng đi. Nhưng mà cái bất hiếu là mình đã đối diện, làm cách ngược lại, mình trả đũa lại. Cho nên cái bất hiếu là một cái ác. Bất hiếu là cái mà cả nhân loại này người ta đều lên án. Bất hiếu không có lý do, có nghĩa là không có biện bạch lý do. Không phải là tại như thế này, tại thế kia. Tại là tôi bất hiếu với mẹ tôi, tại vì mẹ tôi không có lo cho tôi bất hiếu cha tôi, cha tôi thường hay chửi tôi hoài, vân vân. Vì mình đừng có nêu lý do đó. Nếu mình thấy cái đó mình không hài lòng thì mình không có hiếu thôi. Chứ đừng có lấy cái không hài lòng đó mà mình bất hiếu, là mình là người dạy. Gánh những cái quan nghiệp rất là nặng nề. Cho nên á, nếu không thể mà hiếu đạo được như những người khác, nếu không thể mà có hiếu được như những người khác, thì chúng ta đừng có chống lại, đừng có cãi lại, đừng có cố tình làm cho cha mẹ phật lòng, làm thiệt hại đến cha mẹ của mình, thì đó là bất hiếu. Nếu mình thấy những cái điều đó, mình không thấy được cái ơn của cha của mẹ như thế nào, mình có thể không có hiếu. Nhưng cũng đừng có bao giờ quay lại
mà làm cho cha mẹ đau khổ thì cái đó là cái bất hiếu. Cho nên cái chữ hiếu á, nó cao rộng lắm, nó lớn lắm, khó ai có thể tả hết. Cho nên đó quý vị á, người nào mà đang bất hiếu với cha mẹ của mình á, thì hãy dừng lại đi. Đó là một tội ác, đó là phi đạo đức, đó là một điều mà gieo cái ác nghiệp rất là nặng nề ở trong tương lai. Nên trong năm cái ngũ nghịch đại tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Là cái tội ngũ nghịch, là cái tội mà không thể nào có thể cứu vớt trong kiếp này, bắt buộc trở thành định nghiệp mà đọa ở trong địa ngục A Tỳ. Cho nên ở trong cái điều mà tội lớn nhất là tội giết cả cha với mẹ sanh ra mình, là nó tương đương với hại thánh nhân, tương đương chia rẽ tăng già. Tại vì cái người mà làm tổn hại chính cha mẹ mình đấng sanh thành sanh ra mình á, là người đó cái nhân tính nó hầu như không còn. Nhân tính không còn thì cái tính của loài chúng sanh tính nó sẽ trỗi dậy. Mà đi trong sanh tử luân hồi á, thì nhờ chúng sanh tính, nhờ nhân tính. Tâm nào mạnh chiến thắng thì được nó dẫn đi ở trong cái cần tư nghiệp. Cho nên đó, đạo hiếu là uống nước nhớ nguồn của dân tộc mình. Vừa qua là nguyên tháng Vu Lan luôn, phải thấy không? Vu Lan báo hiếu không phải là vừa qua đâu, mà cũng đang mùa đó, tới cuối tháng. Bây giờ các chùa cũng la rai tới cuối tháng mới hết. Cũng tới 30 luôn, làm lễ tới 30 luôn. Cho nên đó, mình không thể hiếu thảo làm cho cha mẹ vui lòng, thì cũng đừng có sanh tâm bất hiếu mà để cha mẹ mình buồn lòng, mà để mình hối hận về sau. Cái điều thứ tư á, là đừng bao giờ buông bỏ chân tình. Chân tình có nghĩa là gì? Là những tình cảm thật. Ví dụ của cha, của mẹ, của anh, của em, của con, của cái, của người thương mình thật sự. Vì lý do gì đó, vì tiền, vì bạc, vì đó, ta buông bỏ chân tình. Để thầy kể lại câu chuyện mà cô kia bên Pháp gửi tiền cho đứa em về mua đất bên đây nè, mấy chục năm trước lận. Tới giờ đất lên giá quá trời luôn, ở gần sân bay đâu, lên gần sân bay mới dành Đồng Nai. Rồi cô chị về tính bán ra, chia cho đứa em ít, còn có ít để xây chuyển. Về để lấy dao gượt, lấy luôn đất để đứng tên mà. Cái đó gọi là buông bỏ chân tình đấy. Vì cái lý do gì? Lý do tiền nhiều quá. Bán miếng đất lên, thầy hỏi đất đó nhiều tiền không? Cô là cũng khá khá. Hỏi nhiều vậy là mấy chục tỷ gì đó, đại loại như vậy. Hồi mua chỉ có 1 tỷ, 2 tỷ gì thôi, mà nó lâu ngày, vài tháng nó lên. Cái khu nó ngon nó lên. À, hồi đó thì nhầm khi không có nghĩ tới, giờ đất lớn nó nhiều tiền quá. Rồi ở ngoài sau, những người xung quanh mình á, thấy dám kích vô rồi đó. Rồi người ta mới lại kích vô, trời ơi, bả bên đó bả là Việt Kiều, bả giàu cũng chết luôn mà, gì đâu, lấy nhiêu đây, nhầm gì bả. Này nọ, với hơn nữa bả hồi xưa bả đâu có bỏ nhiều, hồi xưa bỏ còn 1 tỷ mấy, nhầm gì. Cứ an ủi cho mình bằng cách dối mình á. Mà giờ cái vụ này nhiều lắm.
dù đang có vợ có chồng, cái quen người khác thấy giàu hơn, ngon lành hơn, bỏ gọi là buông bỏ chân tình đó. Có một câu chuyện này nè, cũng biết vui hay buồn. Cô này có một chồng bệnh ung thư, nằm ở ung bú đó, cái đợt cả chục năm, mười mấy năm trước. Rồi cái chú kia có bà vợ cũng nằm ở ung bú ung thư, hai nhà thì cũng khổ. Cho nên để người bệnh ở đó đó, để trị bệnh còn về kiếm tiền đi làm, lâu lâu lên thăm bệnh rồi để gom tiền vô vậy đó. Đi tới đi lui sao mà hai cái người mà không có bệnh á, quen nhau dẫn đi mất tiêu luôn, bỏ hai người bệnh ở lại. Cái đó gọi là vì tình mà bỏ cái chân tình. Cái chân tình rồi có ân tình, nó hai cái. Cái chân tình là tình tình cảm thật, còn ân tình là trong cái tình cảm mà còn chứa cả sự giúp đỡ trong đó nữa. Ví dụ cha mẹ mình là ân tình đó. Còn người thương, người yêu, anh em thì gì cũng có thể là chân tình thôi. Nhưng mà cha mẹ mình còn cái ân tình nữa. Tại vì á, cái tình cảm thật thương yêu con cái. Và thêm nữa là cái sự giúp đỡ. Cho nên chúng ta thọ ân, nên cha mẹ là cả một ân tình. Còn có nhiều người đối xử thật với mình á, như bạn bè thân, là cả một chân tình. Cho nên đừng có buông bỏ chân tình đó. Có một cô Phật tử Đạo Bình quận 7, dâu Úc, về người mẹ chồng á, đưa 50 cây vàng cho giữ. Chắc cả đời mót dữ lắm được 50 cây. Cái cô bạn học từ mẫu giáo cho tới giờ thân lắm, mới mượn qua biết á, kể nhau là ta mượn làm vốn, năm về năm ta trả cho hết, bạn mượn hết luôn. Tới giờ mười mấy 20 năm không thấy trả. Lúc đó người mẹ chồng á, thấy già lớn tuổi rồi, muốn lấy cái đó lại để chia cho anh em. Cái cô này mới đòi cô bạn, đòi đằng đầu nó là chưa có tiền, để từ từ. Đòi ghét cái là tao không có tiền đó, mày ra tay mày thưa đi. Đưa có ai làm chứng đâu, đưa có ai biết gì đâu, bạn bè thân mà, đưa cho mượn. Mấy chục năm luôn á, bạn bè mà sanh ra cặp bên học từ mẫu giáo á. Nói mẫu giáo nó hơi quá chứ cũng học từ lớp 1 vậy đó. Cái chân tình của người ta nó nặng dữ lắm. Người ta dám không có giấy tờ gì hết trơn mà người ta lấy 50 cây vàng ta cho mình mượn. Mà vàng đó của vàng của mẹ chồng nữa. Biết cái tình nghĩa người ta lớn cỡ nào chưa? Rồi người ta mượn, người ta giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, đó là cái ân tình của người ta lớn cỡ nào. Người ta vừa có chân tình, ta vừa có ân tình nữa. Người nào mà buông bỏ hai cái này là một người ác. Buông bỏ cả ân tình mà buông bỏ cả chân tình luôn. Buông bỏ tình bạn gì, buông bỏ hết mấy chục năm vun đắp. Chỉ 50 cây vàng, nói chung cái tình bạn đó cũng lớn đó nha, trị giá 50 cây. Cho nên mình coi tiền bao nhiêu, mình mới coi cái chân tình đó người ta bán bao nhiêu tiền. Ví dụ như có một người em gửi một người ở miền Tây, gửi người chị 2 tỷ cất giùm. Ổng đi làm không à, ổng sợ nhà bị ăn trộm. Cái đó là không biết làm sao không đi gửi ngân hàng, không cất đó đó. Rồi bà chị thấy vậy đó, mới nói với con ruộng gái ruột với con rể là tao đang giữ tiền của mày, cậu mày á, là 2 tỷ. Nói con rể là má đưa con đi, con kinh doanh sanh ra tiền con má chia, rồi lấy vốn trả lại cậu thôi. Lấy nó mua đất mua đai mấy chục năm trước lận, lấy mua đất mua đai mua này mua kia,
nó mua rồi nó sanh ra từ nó không có gì hết, mà từ 2 tỷ ra nó có nhà, có cửa, có đất đai tùm lum hết trơn, chỗ nào nó không có. Tại ngày xưa 2 tỷ mua nhiều đất lắm, nhiều tiền lắm, hồi vàng có là mười mấy triệu cây đó, mà 2 tỷ nhiều tiền lắm. Bây giờ cái người cậu đó đòi lại, người ta đòi lại, người ta cần á, tin bà chị đó dữ lắm, tại vì chị đó là hiền lành lắm, tin lắm. Cái bà chị là đưa cho thằng rể hết trơn rồi, cái kêu lấy lại mày cho tôi chứ. Cái bà chị nói với thằng rể, nó là tiền má đưa con xài hết trơn rồi. Chứ là gì, đất đai ruộng vườn nhà cửa mày này nọ đâu, lấy tiền đó tự con làm ra đó, chứ còn tiền má đưa con xài hết trơn, còn đồng nào. Rồi kể từ đó, cái người em này nè, không bao giờ luôn. Người ta mất cái gì biết không? Cái người em thì mất tiền, người chị thì mất hai thứ, mất lòng tin và mất cái uy tín của mình. Còn người em này chỉ có mất tiền thôi. Cho nên đó là người ta cảm giác như là mình bị gạt á. Đáng lẽ người chị á, cho con cái tiền đó mượn thì cũng phải nói người em một tiếng. Nói là bây giờ á, tiền để không làm gì thôi, cho nó kinh doanh đi. Chừng nào cần trả mình cũng phải nói. Bây giờ người em đòi lại, người chị nói rể tôi nó xài hết trơn rồi, nói gì thôi luôn á, không có nói gì trả gì nữa chứ á, là nó xài hết trơn rồi. Con gái viên rể nó xài hết trơn rồi, trả lời một câu vậy đó. Cả đời cái người em đó làm dành dụm đó, nguyên một đời luôn đó. Giờ 50-60 tuổi làm đâu ra tiền nhiều nữa, làm ra đủ sống mà. Nguyên một đời dành dụm của người ta luôn á, trả lời một câu nó xài hết trơn rồi. Ý sao trả lời kỹ ta, mà đó là câu trả lời thật thật sự đấy, nó xài hết trơn rồi mà không nói cái gì diện gì vậy hết trơn. Đáng lẽ cái ông rể đó xài của người ta phải đoán đất, ông có cả 100 cái nền đất, cái bán nền một trả đủ rồi, mà không, nó xài hết trơn rồi, cái tiền má đưa xài hết rồi, còn đó là đất của con tự mua chứ không phải tiền đó. Rồi nó kể ra chi tiết nó xài cái gì luôn, hợp lý luôn, tại nó thủ trơn rồi, nghĩa là nó chuẩn bị hết trơn rồi đó. Cho nên đó quý vị, người ta sẵn sàng vì tiền mà người ta buông bỏ những cái chân tình và ân tình. Thực ra cái người mất tiền không phải là lớn, nhưng mà người mất tình mới là lớn. Có thể kiếp này và mãi mãi những kiếp về sau, cái người em đó không có nhìn những người đó luôn, tại vì đó là người ta thấy đó là những người xấu xa, nên không có xứng đáng là anh em, không có xứng đáng là người thân của người ta. Không phải là quá nhiều tiền mà ta sẵn sàng đánh đổi cả cái tình thiêng liêng anh em gì em ruột gia đình luôn. Nói xài hết rồi vậy thôi, mà người ta tin tưởng mình dữ lắm người ta mới gửi. Cho nên nếu mình có xài hay gì cũng phải nói với người ta một tiếng, là giờ cần vậy đó, cần vậy đó hay sao, chứ đâu lẳng lấy xài hết của người ta, tới người ta đòi lại xài hết. Trả lời một câu vô trách nhiệm không, ông nói gì hết, xài hết rồi, rồi xong đó. Còn ông kia giác dao rượt bà chị đó, hai người bạn thân dữ lắm, mới điện thoại mượn tiền. Mà người bạn này á, thì làm công nhân thôi, dành dụm được 50 triệu ở trong ngân hàng á. Nên cái người bạn kia đó điện thoại mượn tiền mà khá giả lắm, nhà giàu lắm. Mượn tiền mà mượn gọi là tóc nóc đó,
lại gửi ngân hàng, lại gửi rút ngân hàng cho mượn, mai trả, đúng chưa, mai trả. Rồi cho mượn rồi 6 cái mai, không thấy trả. Điện thoại hỏi làm sao không trả, mà người mượn giàu, giàu có, đất đai ruộng vườn nhà cửa nhiều lắm. La lên trên mạng gì đó, hai mẹ con bị gạt, gạt mấy tỷ. Cho nên bây giờ tiền đâu trả. Cái cô cứ la trời, tôi có 50 triệu đó là cả gia tài, cả một cái mót cả đời luôn, luôn làm công nhân á, ta mót được có nhiêu đó à. Đã đợi đi, chừng nào bán được đất trả. Đợi hoài, là đất giờ bán không được. Sao lại như vậy? Cái lời hứa mình đâu hứa ngày mai, mà bạn bè thân dữ dằn, đổi có 50 triệu mà nhà khá giả. Thực ra lấy một cuốn sổ đi cầm ngân hàng đi trả cho bạn. Có thể người ta có cả chục cuốn sổ vậy đó, sổ đất á, mà nói là bị người khác gạt trên mạng. Trên mạng sao sao đóng tiền vô á, gọi là kêu bằng, bây giờ có cái màn á, là kêu bằng tố hay gì trên mạng đó. Mình dám thảy vô con số gì, đóng nhiêu tiền, rút ra nhiêu á, thầy không biết rảnh đó. Nhưng mà đại loại là gì đó, cuộc cược. Ví dụ như mình thảy vô á là 100 triệu, mình cược ăn là thắng là nó sẽ chuyển mình 500 triệu. Mình cược 1 tỷ là nó chuyển 10 tỷ nếu thắng. Cho nên mới vô á, cược cỡ chừng 100 ngàn là nó thảy cho 500 liền. Rồi từ từ cược 5 triệu nó thảy cho 50 triệu liền nếu trúng. Nhiều khi 5 triệu lần đầu thua, lần sau trúng liền 50 triệu, đầu ham. Tới lên cược tới bạc mấy tỷ rồi đó. Cái đầu nó nói là cái lệnh mình đánh nó sai, mà muốn lập lại lệnh đó là phải đóng bằng cái số tiền đó nữa thì mới lập lại được cái lệnh khác, nó mới trả lại cái tiền cũ. Lỡ người ta bỏ vô tiền quá rồi, người ta mới dây ta thảy vô để làm cái lệnh lại, nó sai tiếp. Trên mạng có ai thấy ai đâu. Ban đầu thì nó chuyển ngon lắm, 500 ngàn chuyển 5 triệu quá ngon rồi, mình thắng. Rồi á, là đưa tới 5 triệu nó chuyển 50 triệu quá ngon rồi. Đưa lên tới 100 triệu nó chuyển 500 triệu quá ngon rồi. Đưa tới 1 tỷ lệnh sai, phải nộp tiếp 1 tỷ nữa, sai tiếp, phải làm lại lệnh nộp tiếp 1 tỷ nữa. Mà nó cứ vậy đó, mà nộp tiền tỷ không đó, mà người ta dám nộp đó. Quý vị thấy không? Tại vì người ta thấy số tiền lớn quá, ta hy vọng ta nộp nên ta rút lại cái vốn. Nhưng mà bắt đầu nó lúng. Làm sao mà người ta tiền nhiều vậy mà sao người ta non vậy ta? Ở trên mạng không ai thấy ai hết mà dám nộp tiền vô tỷ, tỷ này, tỷ, 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 tỷ nọ. Mà ban đầu khởi điểm là từ có mấy trăm ngàn. Rồi đầu nói với bạn mình là bị lừa hết mấy tỷ rồi, giờ tiền đâu trả. Cái chuyện lừa là cái chuyện lừa, còn cái chuyện mình hứa người ta mai trả là mình phải trả. Bất đắc dĩ lắm là mình không còn tài sản gì hết thì thôi, cái chuyện đó là chuyện bất đắc dĩ. Còn đằng này còn nhà, còn cửa, còn đất, còn đai, còn ruộng, còn vườn quá chừng luôn. Mà trong khi người ta có 50 triệu đó, mình ác không? Muốn không trả luôn đó, nói thế đó là không trả luôn đó, là chừng nào bán được đất trả, biết nào bán. Đó chỉ cần lấy một cuốn sổ đi cầm đại nó vô 50 triệu trả cho bạn mình đi theo cái lời hứa. Giữ được tình bạn mấy chục năm. Còn vợ cô bạn không còn tin gì hết trơn á, cổ như là cái người mất hồn vậy đó. Tại người ta có 50 triệu mà mất hết tài sản, mất hết cả đời người ta luôn đó. Mình nhầm khi mình có mấy trăm triệu thì mình thấy 50 triệu nó nhỏ. Nhưng người ta mót từng đồng từng cắt làm công nhân, từng đồng từng cắt để người ta thủ về già ta sống đó. Mà trong khi nhà mình là khá giả, mình ác không? Đó là một hành động ác đó. Rất ác, ác với ai? Ác với người bạn thân với mình. Đã tin tưởng mình tới cỡ đó, ta đem cả gia tài của ta cho mình mượn đó. Có nhà tiên 50 triệu nó không là cái gì của một người giàu, nhưng nó rất là cái gì, nó là mạng sống của cái người nghèo người ta đó. Mạng sống của người ta đó.
Người ta hết muốn sống luôn đó. Tại vì người ta có nhiêu đó à. Còn cái người mà lấy tiền của người ta thấy thôi có 50 triệu mà nhậm gì. Người ta lấy người ta không trả đó. Cho nên người ta đâu biết đó là mạng sống của người khác. Cho nên đó quý vị, cái đó tội là buông bỏ chân tình và buông bỏ ân tình đó. Vì tiền đa phần là vậy. Rồi mai mốt người nào cũng tắt hơi đi qua thế giới bên kia thì gặp nhau nó ngượng ngùng. Người nào không có đồng bạc nào gặp nhau ra đi cái mình không, mà còn tất cả của cải để lại thế gian hết. Chỉ còn lại cách cư xử ở đời thôi, gặp nhau. Cái điều thứ năm đó quý vị, đừng có bao giờ lừa dối với người thân yêu của mình. Lừa gì lừa không cần biết. Nhưng mà có một chỗ mình chừa đi, đó là người thân yêu của mình. Mình lừa dối người ta, ta bị tổn thương. Nhằm khi cái người ngoài á, người bình thường á, có bị lừa dối đi nữa thì nhằm khi mình tiếc chút thôi. Nhưng chính cái người thân yêu của mình mà lừa dối mình thì nó tổn thương rất lớn. Cái vết thương đó mà giá không lành luôn đó, khâu không khích luôn á. Giá không lành, khâu không khích. Lừa ai? Lừa chồng mình, lừa vợ mình, lừa con mình, lừa mẹ mình, lừa cha mình, lừa anh em của mình, lừa người thương mình. Người ta tổn thương rất nặng, cho nên cái độ ác nó tăng. Nhưng mà trên đời này cũng đừng lừa ai. Lừa ai người ta cũng khổ. Mà lừa người thân thương của mình thì họ khổ nhiều hơn. Tại vì cái độ tổn thương nó rất lớn. Cho nên người thân thương mình chỉ có thật chân tình thôi. Chứ đừng bao giờ có một cái ý để lừa họ. Cũng khổ lắm. Có ông kia, ông vô cái bán hàng đa cấp công ty nào không biết. Trời ơi, ông về, ông toàn là ông quảng cáo với anh, với em, với này, nọ, không mà hàng dởm không à. Biết rồi sau này anh em ông gặp, ông sợ ông chết luôn á. Ông bán vô, bán mới gì, ông bán lấy doanh số á. Rồi lời bao nhiêu phần trăm, dụ cho lời 50%. Tiền đó là tiền của ai? Tiền của anh em của mình. Mình lấy đành đoạn không? Mà nó mắc lắm. Ví dụ người ta dám bỏ ra 10 triệu người ta mua hàng mình lời được 5 triệu chồng. Nhưng cái hàng ta mua không phải là cái chất lượng như mình nói. Mình nói bằng cái lời nó quá lố mà mang tính chất lừa người ta luôn á. Cho nên sau này người ta xài á, người ta không phải là như vậy. Nhưng mà người ta cũng không có dám nói là mình lừa, tại người ta chịu mua mà. Nhưng trong lòng của người ta nghĩ là lừa, cho nên người ta trốn luôn. Thấy ổng từ xa cái là dán cuốc ga đồng rồi đó. Chừng nào mà ổng đi về rồi mới vô á, có nghĩa là người ta sợ luôn. Tại sao người ta sợ? Tại vì người ta nhìn mình bằng một hình dáng của một người lừa đảo. Ví dụ có sao nói vậy đi, ví dụ như hàng tôi bán hàng đa cấp công ty này, sao mà nói thiệt đi không? Cái này nó không chỉ được bệnh, cũng nói chỉ được bệnh. Cái này á là uống vô một cái á, là ốm gì cũng thành mập, mập gì cũng thành ốm. Trời ơi, bảo đảm đồ dữ lắm mà nó không phải vậy. Hiểu không? Rồi người thân mình á nghe mình nói tính thiệt. Cái mua mình tăng cái doanh số lên. À, mình tính đâu là mình kinh doanh giỏi. Đâu phải đâu. Cái đó là mình nói sai sự thật với người thân của mình để mình lấy doanh số, chứ đâu phải là kinh doanh giỏi đâu. Nó có bền chắc đâu. Được một vài lần, 3-4 lần người ta cũng đuối. Rồi không có kết quả được, người ta sợ mình luôn đó. Lấy được nhiêu tiền đó mất hết mọi người. Mấy lần sau á, nhằm khi mình về mình không bán hàng đi nữa, người ta cũng sợ mình mở miệng ra mời cái gì. Cho nên người ta né, người ta lách mình trọn đời luôn, tin không?
nên có mấy người bán là vậy, dòng họ không ai dám tiếp hết trơn á, sợ ông quảng cáo nữa mà ông mua cũng kỳ á, cho nên người ta trốn. Chẳng thà có làm sao mình nói y như vậy, còn người ta chọn lựa, người ta mua không mua quyền của người ta. Người ta là một khách hàng thì được, chứ đừng lấy cái tình cảm mà lừa người ta. Rồi nó không phải như vậy thì sau này người ta bị tổn thương và mình mất đi những cái chân tình. Nên đó, nhầm khi tiền bạc nó cũng là quý, chứ không phải là không quý. Nhưng nó không phải là tất cả cho đời sống của mình, mà nó chẳng qua là phương tiện của đời sống mà thôi, chứ đừng có cho nó là tất cả. Cho nên đó, mình mọi giá để có nó thì không có nên. Thứ sáu á quý vị, là mình đừng bao giờ làm kẻ vô ơn. Nói với cái người vô ơn người ta sợ lắm. Ở trong cuộc sống này thường cái người vô ơn là người ác, người ta sợ. Như thầy nghe mấy ông kẹo kéo, ông kéo hát cái tuồng gì có cái câu hay lắm: hạt cơm nhân nghĩa còn dính ở kẻ răng, tiếng nói lời thương còn âm gian trong hơi thở. Tức là người ta đang nói tới là người ta mới giúp đỡ mình đó, cái đợp vậy đó mình quay ngang rồi, đó là người vô ơn á. Hồng cơm ân nghĩa còn dính ở kẻ răng, cái một cái hình dáng, ta dùng cái hình dáng để ta nói là ta đã mới giúp mình cái đợp nó còn nhan nhản, mà chưa xỉa ra cái hạt cơm còn dính ở kẻ răng đó, nó mới vậy đó mà mình nở quay lưng, mình nở là vô ơn rồi, không nhớ tới công ơn mình còn quay lại mình hại người ta. Hồi xưa ông bác thầy kể lại câu chuyện cũng y vậy đó. Có ông kia người làm, ông ở nhà, cái nhà coi ổng như con ruột vậy đó. Ở xứ xa tới ông đi làm thuê làm công á. Hồi xưa người ta kêu bằng làm gia đình á. Vô nhà ở mười mấy năm trời luôn, từ còn nhỏ rồi ông ở tới lớn luôn, thanh niên luôn. Cái gì cũng cho ổng, chứ người ta coi ổng ngang hàng với con nhà luôn, ta thương á. Vậy mà ổng đi 3 năm sau ổng vẫn nguyên băng về ăn cướp nhà đó đó. Tại ổng biết nhà đó có của, biết đường đi lối lại. Vậy thấy không, đó là người vô ơn. Ở miền Tây hồi xưa chứ không phải giờ, kể là hồi mấy chục năm về trước chứ không phải giờ. Cho nên quý vị, cái người vô ơn người ta sợ lắm, người ta giúp mình á, mình quay lại hết, mình lật lại hết, mình úp lại hết. Cái người đó nguy hiểm lắm, nhất là cha mẹ mình, nhất là thầy cô mình ở ngoài đời, thầy tổ mình ở trong chùa. Mình quay lại, quay lưng lật bánh xe hết. Rồi những người ở trên đường đời mình gặp, người ta đã từng giúp đỡ mình, giàu nhỏ, giàu lớn, mình phủi luôn, mình nói ra không có sự giúp đỡ, chứ trong lòng mình nó không thấy, không thấy ân nghĩa gì hết trơn á, không thấy tình nghĩa gì, nó không thấy ân nghĩa gì hết á. Mình chưa thấy đâu, người ta nâng đỡ. Rồi quay lại hại người ta để chiếm cái gì đó. Quý vị chưa thấy cái đó đâu. Tức là một người có giả tâm, họ không có ơn nghĩa gì hết trơn. Người ta giúp đỡ biết bao nhiêu, cái này cái nọ kia, quay lại muốn làm khó người ta, muốn làm khổ người ta nữa. Thì đó gọi là kẻ vô ơn.
Cho nên á, mình là ai thì làm, đừng bao giờ mà làm kẻ vô ơn. Cái kẻ vô ơn đó mình không có yên ổn được. Tại trong lòng mình á là người không có ơn nghĩa, cho nên á là không phải là người thiện, không phải là tâm thiện lành. Nên đó mình luôn luôn lúc nào mình cũng gieo một cái nhân ác. Nên đó kẻ vô ơn không được an vui hạnh phúc. Cái điều thứ bảy á, mình đừng bao giờ buông xuôi khi vấp ngã. Con người ta ai cũng có sai lầm, nhưng ai cũng có thất bại, ai cũng bị, cũng có những cái sai phạm, sai lầm, vấp ngã, thất bại, có hết. Đời người nó như hình sin vậy đó, tức là biểu diễn thế này, lúc lên cực đại, lúc xuống cực tiểu. Cho nên nhầm khi á, mình đừng có bao giờ vấp ngã. Vấp ngã là té xuống đi không nổi. Hình ảnh của người á, vấp cái cây, vấp đá gì té xuống luôn, nằm luôn, đi không nổi. Nhưng mà đừng có bao giờ ngã xuống rồi nằm luôn, mà ngã rồi gượng đứng lên đi tiếp. Tại vì con đường mình đi còn ở phía trước. Đừng có gì mà cú ngã đau mà bỏ cuộc giữa chừng. Cho nên có một câu là một lần vấp ngã thì một lần bớt dạy. Vấp tuy đau nhưng ngại chi anh. Có nghĩa là một lần mình vấp ngã rồi, một lần cái ngu của mình nó bớt đi, kinh nghiệm của mình lên để lần sau mình tránh. Cho nên cái vấp ngã đó cũng chẳng qua là bài học lớn trong cuộc đời mình, mà mình phải trả giá một cách rất là đắt thôi. Cho nên một lần vấp ngã là một lần bớt dạy. Vấp tuy đau nhưng ngại chi anh. Nên có những người làm ăn thất bại á, họ sống nổi nữa. Đó là vấp ngã. Trong cái quyết định, trong cái tính toán của mình nó bị sai, nhưng mình hãy gượng lên đi tiếp. Không đi đường đó mình vạch con đường khác. Con đường này đóng lại con đường khác mở ra. Ở trên thế giới này đầu tiên không bao giờ có đường. Mà người ta dám đi thì trên con đường đi của người ta sẽ để lại con đường, nó sẽ thành đường. Nên ở trên thế giới này ban đầu không có một con đường nào cả. Nó hình thành đường là sau cái bước chân của người đi mà thôi. Người ta đi riết thành đường đó là đường mòn đó. Người ta đi riết nó trở thành con đường. Cho nên con đường nó ở đâu? Con đường ở phía sau mình. Nên có những con đường người ta vạch sẵn cho mình đi thì mình cứ đi theo thênh thang rộng mở. Có những con đường chưa ai đi hết thì bắt đầu mình đi. Nó sẽ con đường ở phía sau lưng. Nên con đường phía trước là đường ta đã đi rồi, con đường sau lưng là con đường mình khai mở. Cho nên đường này đóng lại thì chúng ta tìm con đường khác. Mà không tìm được con đường nào hết thì tự mình mở một con đường. Nên vấp ngã đừng có bao giờ nằm luôn, mà hãy đứng lên. Đó là một bài học, đó là một thử thách ở trong cuộc đời mà thôi. Cho nên ở trong một cái đường đua không có người thua cuộc, chỉ có người đến trước và người đến sau mà thôi. Chỉ có một người duy nhất là thua cuộc, là người bỏ cuộc mới thật sự là người thua cuộc. Nên có cô Phật tử á, nhắn tin là thầy, sao con tu hoài mà con chưa thấy gì chứ, nản lòng á. Cố gắng nỗ lực lên, học tiếp, chỉnh sửa. Nhiều thử thách đang dây con đó, nếu ngã lòng thì công khó tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian, điều là quyển hoặc
chớ mang nơi lòng. Nên nhầm khi người ta ngồi thiền hoài không vào định được nản, mình phải tìm một cái vị nào đó mà ngon lành, mình học tiếp đi. Rồi từ từ tập luyện từ từ riết thì là nó sẽ được. Cái gì cũng vậy, là tập luyện từ từ riết rồi á là nó sẽ được. Còn á, là chúng ta bỏ cuộc giữa chừng thì không bao giờ tới. Cái điều thứ 8 á, đừng có bao giờ bỏ mặc một người sai. Ví dụ như á, người ta đã sai, người ta đã vấp ngã, người ta đã là bị nạn này trong cuộc đời. Còn mình á là người quen, người thân, người ở cạnh bên, mà mình có bỏ mặt người ta luôn, mình ngó ngang cho người ta luôn. Đừng nên làm việc như vậy. Mà hãy an ủi, hãy động viên, là một bờ vai, là một bàn tay để cho người ta nương lúc đó. Tại vì người ta đổ sụp nhiều khi người ta đi không nổi nữa, mình phải lấy tay, mình nắm, mình kéo người ta đi chứ. Nhưng mà đa phần á, ta gặp vậy, gặp người ta vậy cái ngó lơ luôn, tình giờ luôn, không thấy luôn. Nên có ông Phật tử ở quận 5 nè, ông buôn bán đồ giàu lắm, sao tự nhiên gia đình ông vỡ nợ, nghĩa là làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, bán nhà bán cửa bán gì trơn, trả nợ trơn, người đi ra ở nhà thuê luôn. Hồi lúc trước á, bạn bè đông lắm, em út đông lắm, chiều ông bao nhậu một lần mười mấy, hai ba chục người, ông trả tiền không á, biết bao nhiêu năm trời luôn, tới giờ ổng không còn tiền, không còn bạc gì hết trơn á. Chiều chiều mấy ông kia đi nhậu, nhìn ổng ngó ngang luôn, không nhìn luôn á. Trời, ổng buồn quá, trời ổng buồn. Nó lại cuộc đời nó làm sao, bao biết bao nhiêu năm, bây giờ chỉ cần một ông bao lại ổng ngày thôi, thì ổng cũng lấy làm an ủi. Ổng là không phải vì cái miếng ăn, mà vì cái tình. Ổng đã bao biết bao nhiêu năm trời, bỏ ra biết bao nhiêu năm, vui vẻ tới giờ, ổng thất bại, ổng còn tiền bạc chứ. Đi ngang thấy ổng ngồi đó, nín thinh, không hỏi thăm gì, chứ giả bộ không thấy, lơ đi luôn. Có nghĩa là bỏ mặc cái người, người ta vấp ngã, người ta sai lầm, người ta thất bại, mình bỏ mặc. Trong khi đó mình là người có liên quan trong cuộc đời, chứ không phải là mình là người xa lạ. Còn người xa lạ không biết thôi, chứ nhầm người xa lạ biết người ta cũng an ủi một câu. Nhầm khi mình không có tiền cho người ta thì cũng có một câu an ủi, thôi cố gắng lên, nỗ lực lên, làm lại từ đầu rồi, để cho người ta còn một cái dũng khí, để người ta còn một cái tinh thần mà người ta đi tiếp. Cái đó nó còn đỡ nha. Có những người sai đó còn bị người ta ném đá nữa đó. Không nâng đỡ thương yêu mà còn ném đá người ta nữa, đánh cho gục xuống luôn. Thì cái đó mình nó quá đáng, mình không nói. Còn á, là khi người ta sai cuộc đời mà ai không có sai lầm. Người ta sai lầm, ta vấp ngã, ta thất bại. Thì mình không giúp được người ta cũng an ủi một câu. Nếu là bạn bè, là người thân, đừng bỏ mặc người ta. Lúc đó người ta cần có sự thương yêu, cần có cái sự chia sẻ, cần có một ai đó làm bờ vai, một ai đó làm điểm tựa. Lúc đó giống hệt như cái chân người ta bước mà nó hụt rồi, hụt chân rồi, lảo đảo giữa dòng đời rồi. Cho nên cần phải có một cái nương tựa. Và cuối cùng là điều thứ 9, đừng có để tu khi quá muộn.
này là theo kinh nghiệm của những người đi trước, đành rằng trong nhà Phật là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ, quay đầu lại nhìn thấy bờ chứ chưa có tới bờ, cho nên quay đầu rồi phải lội thời gian nó mới tới bờ. Hồi đầu thị ngạn quay lại là bờ, quay lại nhìn thấy bờ mà thôi chứ chưa có tới bờ đâu. Cho nên đó, nhầm khi người ta nói để già há tu, nhỏ mình hưởng cuộc đời đi, già tu. Nên có câu đừng có đợi già mới toan theo Phật, bao nắm mồ hoang rặt tuổi xanh. Tu quá muộn là sao? Hết sức khỏe, hết trí lực, hết thời gian này. Lúc già, lúc bệnh đó, rồi lúc mà lơ mơ lẫn, lúc già, lúc bệnh, lúc lẫn, lúc đổ nghiệp, cái chuyện gì nó tới tấp tu không nổi. Cho nên bây giờ mình còn sức khỏe, mình còn thời gian, còn tuổi trẻ, còn có khả năng tu tập, thì hãy sắp xếp thời gian trong ngày đó, hoặc là nhớ đến cái con đường tu tập mà người ta tu tập. Ngày ít gì cũng phải có 2-3 thời công phu tu tập, đi đứng nằm ngồi chánh niệm tỉnh giác, trước khi đi ngủ niệm Phật ngồi thiền, khi thức dậy niệm Phật ngồi thiền, khi chạm với thế gian lấy giới ra để mà sống tu á, rồi khi có thì chia sẻ thương yêu giúp đỡ người khác, rồi dành thời gian ra học giáo lý thêm để vun đắp thêm cái kiến thức Phật học của mình nội điển, học pháp. Chứ không thôi để một ngày nào đó trong sám gọi là một mai, mai một, một mai, để ngày nào đó nó trễ, mỗi khi nghiệp đến tu thời kịp sau, nó đến nhanh lắm. Mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, nhanh lắm. Người ta ý thức điều đó, người trí ý thức điều điều đó, ta dành thời gian ra tu tập, người ta không có dành thời gian ra cãi lộn, dành thời gian ra tranh giành chiếm đoạt gì hết trơn á. Có bao nhiêu thời gian đây nè, có 1 tiếng đồng hồ đó à. Nếu lấy 1 tiếng đồng hồ đó cãi lộn thì đâu có còn 1 tiếng đồng hồ để tu. Nếu lấy 1 tiếng đồng hồ để tu thì đâu có còn 1 tiếng đồng hồ để cãi lộn. Cho nên sẵn sàng mình nhường nhịn người ta, mình không cãi lộn để mình tu tập. Tại tu nó lợi ích cho mình và cho mọi người hơn là cãi, để đi giành cái chân lý. Mà cãi lộn có bao giờ ra được cái chân lý đâu. Chỉ rác cổ khang hơi, nhằm khi mình đập lộn nhau phải tốn tiền bệnh viện. Mà cái lớn nhất á, là tâm sân si nổi lên, làm cho cái ác mình á, được nuôi dưỡng. Cái thiện tâm nó bị mỏng xuống. Tại khi người ta cãi, người ta cố gắng cái bản ngã mình lên, nên mình sân si dữ lắm, la làng dữ lắm. Cho nên tâm thiện mình nó giảm xuống, tâm ác nó tăng trưởng. Cho nên đừng có bao giờ cãi giả rồi choảng nhau, để nó tăng trưởng cái ác mà nó giảm thiểu cái thiện mình xuống. Nên người một mặt trí giả đó, là người ta dành cái thời gian để người ta sửa đổi mình, sửa tâm, sửa ý, sửa lời nói, sửa thân, và giúp đời bằng hạnh nguyện Bồ Tát ở trong cuộc đời. Giúp ai được cái gì thì người ta giúp. Cho nên đó, người ta không có sân si, người ta tha thứ, người ta khoan dung, người ta độ lượng. Nên cái sự tu tập nó như là vàng ròng, là kim cương đối với một người biết đeo đồ trang sức.
đó là tu tập. Nên trong cuộc đời ai mà có tu, có ngồi thiền, có niệm Phật, tu sao cũng được chứ á. Nhưng mà sửa được thân, khẩu, ý và tâm là cái gốc. Tạo phước bằng cách cúng dường, bố thí, giúp đỡ những người già cả, ốm đau, chia sẻ thương yêu, tình thương, mến thương, hộ trì tam bảo là được hết. Pháp nào cũng được, pháp nào đi đến cái sự giảm thiểu cái ác, tăng trưởng cái thiện lành. Có thể ngồi thiền, có thể niệm Phật, có thể trì chú, có thể tụng kinh, có thể đi đạo tràng, có thể tu ở nhà. Miễn mình hướng tâm về Phật, mình tu và học những giáo pháp của nhà Phật, nắm được cái gốc, chỉnh sửa từ từ tùy duyên của mọi người, mọi chúng sanh mà thôi. Nó không có nào là đúng nhất mà không có nào là sai hết. Tùy duyên, tùy hoàn cảnh, gọi là hạnh tu sai biệt khác nhau của mọi người. Người ta tu quá, người ta đi ra ngoài đường, người ta sửa tâm thì người ta cũng tu đúng. Mình ở trong nhà sửa tâm mình cũng là tu đúng. Tùy vào duyên của mọi người thích và hoàn cảnh của mọi người cần. Mọi người phát tâm sai biệt khác nhau, đó là công hạnh, khổ hạnh của mọi người, hoặc là công hạnh mọi người, hoặc sở hành của mọi người sai biệt khác nhau. Và pháp tu của mọi người áp dụng khác nhau. Có nhiều người áp dụng tu thiện, người áp dụng tu mật, có người áp dụng tu tịnh độ, khác nhau. Nên hạnh tu khác nhau, rồi pháp môn tu khác nhau, nhưng cái giống nhau cùng đi đến giác ngộ giải thoát. Hạn chế những cái ác, tăng trưởng cái lành. Tâm nào ràng buộc, bị đoạn diệt, bị từ bỏ, bị diễn ly. Hết giờ nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh thầy, hình ảnh chùa để mà lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó quý vị liên hệ, nếu mà thiệt hại về tiền bạc liên hệ các cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu mà quý vị biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem tới phần quà yêu thương cho mọi người. Và chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.